Dương Tử là nữ diễn viên có nhiều phim đạt 10 tỷ view nhất. Theo thống kê của Vân Hợp, từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023, có khoảng 12 phim tích lũy được 10 tỷ view, trong đó, không ít những tác phẩm vô cùng quen thuộc với khán giả trong nước lẫn châu Á, như Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Diên Hi Công Lược. Đáng chú ý, trong vòng 7 năm, Dương Tử là nữ diễn viên duy nhất có đến 3 bộ phim đạt được 10 tỷ view, là Hoan Lạc Tụng 2, Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mực Hầm Mật. Trong đó, 2 bộ phim Dương Tử là nữ chính nhất phiên, 1 bộ phim là nữ chính quần diễn. Cả 3 bộ phim này đều có thành tích đáng nể, khi liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng rating tại thời điểm lên sóng. Thậm chí, Hoan Lạc Tụng 2 còn được coi là một trong những bộ phim hiện đại kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ năm 2016. Việc có thành tích tốt ở cả thể loại cổ trang và hiện đại cho thấy khả năng diễn xuất, giá trị thương mại xuất sắc của Dương Tử. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng có mắt chọn kịch bản tốt, khi hầu như bất cứ bộ phim nào cũng có chủ đề hot, được khán giả nhiệt tình đón nhận. Ngoài ra, Triệu Lệ Dĩnh cũng được khen ngợi khi có 2 bộ phim cổ trang lọt vào danh sách này là Sở Kiều Truyện và Minh Lan Truyện. Cả 2 bộ phim đều được chiếu đi chiếu lại trên các đài truyền hình, thậm chí vẫn thu hút hội viên mới cho nền tảng. Triệu Lệ Dĩnh chắc hẳn không bao giờ ngờ được rằng, cô gái từng làm thế thân cho cô lại có ngày ngang hàng với mình. Diễn viên Triệu Lệ Dĩnh là cái tên được biết đến nhiều nhất trong làng giải trí, nhờ những bộ phim hot, khả năng diễn xuất của cô cũng được đánh giá cao, ngay cả người thế thân của Triệu Lệ Dĩnh cũng bất ngờ vụt sáng thành sao lớn, khiến dân tình bất ngờ. Trong thế giới hào nhoáng của làng giải trí, người ta thường biết đến diễn viên quần chúng với vai trò khiêm tốn, những bóng ma vô danh ẩn mình sau ánh hào quang của các ngôi sao. Còn có một nghề nghiệp, thậm chí còn khiêm tốn hơn, là diễn viên đóng thế, họ như những chiếc bóng, đi theo sát, nhưng hiếm khi được chú ý. Tuy nhiên, cũng có những ngoại lệ. Lý Nhất Đồng, thế thân của Triệu Lệ Dĩnh, là một minh chứng rõ nét. Từ một người vô danh tiểu tốt, cô vụt sáng thành ngôi sao, chứng minh rằng sự nỗ lực và tài năng luôn được đền bù xứng đáng. Lý Nhất Đồng xuất thân là một vũ công, đã sớm bộc lộ niềm đam mê nghệ thuật, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng là trong chương trình Hẹn Hò trên đài truyền hình Sơn Đông năm 2010, với sự tự tin và nhiệt huyết, cô đã thể hiện tài năng trước ống kính. Sau đó, cô được chọn làm thế thân cho Triệu Lệ Dĩnh, một ngôi sao nổi tiếng với tinh thần làm việc nghiêm túc và sự cống hiến cho nghệ thuật. Triệu Lệ Dĩnh rất hiếm khi sử dụng thế thân, ngay cả trong những cảnh quay hành động hay nguy hiểm, nhưng trong quá trình quay phim Sở Kiều Truyện, trong thời tiết nóng bức, khi thực hiện cảnh quay cưỡi ngựa, Triệu Lệ Dĩnh đã bị ngã do thao tác không đúng, khiến lưng bị thương. Lý Nhất Đồng với chiều cao gần giống với Triệu Lệ Dĩnh và xuất thân là một vũ công, đã được chọn làm thế thân. Trong những ngày tháng làm thế thân, Lý Nhất Đồng không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên nghiệp mà còn tích lũy kinh nghiệm, luyện tập kỹ năng diễn xuất. Cô luôn tin tưởng vào bản thân, giống như Triệu Lệ Dĩnh từng nói, vàng ắt sẽ tỏa sáng. Sự nỗ lực của Lý Nhất Đồng đã được đền bù xứng đáng. Cô thu hút sự chú ý của nhà sản xuất phim nổi tiếng Vu Chính. Ông nhận thấy ở cô những điểm tương đồng với Triệu Lệ Dĩnh, sự kiên trì, tự tin và ý chí vươn lên. Ông đã quyết định đào tạo cô, xem cô như một Triệu Lệ Dĩnh thứ hai, mong muốn cô sẽ để lại dấu ấn trong làng giải trí. Tuy nhiên, Lý Nhất Đồng không thể so sánh với Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh đã phải trải qua 8 năm gian nan, đối mặt với vô số thách thức và sự chê bai, để có được vị thế như ngày nay. Lý Nhất Đồng may mắn hơn, khi được đào tạo chuyên nghiệp, được tham gia nhiều bộ phim với vai trò chính, và cộng tác với nhiều diễn viên nổi tiếng. Tuy nhiên, cô lại thiếu đi sự may mắn như Triệu Lệ Dĩnh. Tháng 10 năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh thông báo kết hôn với Phùng Thiệu Phong trên mạng xã hội, nhận được vô số lời chúc phúc từ người hâm mộ. Năm sau, cô lại mang đến tin vui khi thông báo mang thai, tạm dừng hoạt động đóng phim để tập trung chăm sóc gia đình. Trong thời gian này, Lý Nhất Đồng, một diễn viên được cho là có nhiều nét tương đồng với Triệu Lệ Dĩnh, đã tận dụng cơ hội để nhận thêm nhiều vai diễn. Nhiều người nhận định rằng, sự nghiệp của Lý Nhất Đồng sẽ giống với Triệu Lệ Dĩnh, nhưng thực ra thì không phải. Lý Nhất Đồng may mắn hơn Triệu Lệ Dĩnh ở một số điểm, nhưng cũng không may mắn bằng cô ấy. Triệu Lệ Dĩnh đã trải qua 8 năm gian nan vất vả để vươn lên từ đáy bể, phải đối mặt với nhiều lời chê bai, thậm chí là nhạo báng. Cô đã phá vỡ định kiến mặt tròn không thể đóng vai chính, và đạt được thành công như ngày nay. Ngược lại, Lý Nhất Đồng lại có một con đường suôn sẻ hơn. Thực tế, kể từ khi ra mắt, Lý Nhất Đồng không gặp phải bất kỳ thiệt thòi nào về sự xuất hiện trên phim ảnh. Các dự án mà cô tham gia đều có chất lượng sản xuất cao, và hầu hết đều là vai chính. Bán Yêu Khuynh Thành với vai Nhiếp Khuynh Thành, Tân Anh Hùng Xạ Điêu với vai Hoàng Dung, mỗi bộ phim đều có lượng xem và đánh giá khá tốt. Các bạn diễn nam của cô cũng đều là những nam thần nổi tiếng và diễn viên tài năng như Hồ Nhất Thiên, Lý Hiện, La Tấn. Có thể nói, khởi đầu của Lý Nhất Đồng đã đạt đến độ cao mà nhiều người mơ ước. Đây chính là điểm may mắn hơn Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, so với Triệu Lệ Dĩnh, Lý Nhất Đồng lại thiếu một chút may mắn khác. Triệu Lệ Dĩnh đạt được vị thế như ngày nay, không chỉ nhờ sự kiên trì, mà còn bởi sự yêu mến của khán giả. Khuôn mặt tròn trĩnh, không quá sang trọng của cô, lại mang đến sự gần gũi, khiến khán giả cảm thấy dễ mến. Ngược lại, Lý Nhất Đồng dù xuất hiện nhiều lần, nhưng vẫn chưa để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Thêm vào đó, kiểu vai diễn của Lý Nhất Đồng khá giống nhau, thường là những nhân vật hiền lành tốt bụng. Những vai diễn này thiếu đi linh hồn riêng, chỉ đơn thuần là điểm trang cho nam chính và làm nổi bật các diễn viên đồng nghiệp. Khi xem phim có Lý Nhất Đồng, người ta có thể đoán trước được kết cục của nhân vật. Ưu điểm của điều này là cô ấy không cần phải dùng quá nhiều năng lượng khi diễn xuất, nhưng nhược điểm là nếu không thoát ra khỏi vùng an toàn, kỹ năng diễn xuất của cô ấy sẽ không thể nâng cao. Điểm này hoàn toàn trái ngược với Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy luôn biết cách mang đến sự bất ngờ cho khán giả, khiến họ tò mò và mong muốn xem cô ấy diễn xuất. Lý Nhất Đồng đã nhận thức được điểm này và cố gắng thay đổi lối diễn xuất của mình, thể hiện nhất là khi Lý Nhất Đồng nhận vai trong phim Chính Luật Cuồng Phong. Tuy nhiên, dù phim này rất nổi tiếng, nhưng Lý Nhất Đồng với vai trò nữ chính vẫn không tạo ra được tiếng vang, thậm chí cô ấy còn bị chê bai trên mạng, khuôn mặt có vẻ như hot girl, khiến người ta không nhớ được. Phim của cô ấy có xem hay không cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển cốt truyện. Nhược điểm của việc không thoát ra khỏi vùng an toàn đã được bộc lộ, thiếu kỹ năng diễn xuất, không thể khiến khán giả cảm thông, dẫn đến tình trạng phim đóng đều nổi tiếng, nhưng người thì không nổi tiếng bằng. Lý Nhất Đồng có thể chưa đạt được thành tựu như Triệu Lệ Dĩnh, nhưng sự kiên trì và sự nghiệp của cô ấy vẫn tốt hơn nhiều so với các diễn viên đóng thế khác. Lý Nhất Đồng là ngôi sao sáng, được kỳ vọng sẽ tỏa sáng hơn nữa trong tương lai. Nhan sắc bất biến của Đường Yên sau 20 năm vào showbiz gây sốt khắp cõi mạng. Đường Yên là một trong những tiểu hoa đáng thuộc lứa 85 đắt giá của màn ảnh hoa ngữ. Bất chấp dòng chảy của thời gian, người đẹp này vẫn giữ được diện mạo trẻ đẹp, vóc dáng thon thả, khiến các hậu bối kém tuổi cũng phải ghen tị. Mới đây, Đường Yên một lần nữa khiến khán giả ngỡ ngàng trước nhan sắc bất biến của cô. Xuất hiện tại một sự kiện, Đường Yên gây ấn tượng với làn da căng mịn không tì vết, gương mặt tràn đầy sức sống, nụ cười tươi tắn, và đặc biệt là đôi mắt trẻ trung trong sáng. Thậm chí khoảnh khắc cam thường cũng không soi được khuyết điểm nhan sắc của nữ diễn viên. Đường Yên được khen sở hữu vẻ đẹp lão hóa ngược, bị thời gian bỏ quên. Thậm chí, thân hình Đường Yên còn đẹp hơn nhiều so với Lưu Diệt Phi. Ở tuổi 41, Đường Yên không khác nhiều so với thời mới vào nghề cách đây 20 năm. Khán giả gọi nữ diễn viên bằng các mỹ từ như mỹ nhân không tuổi, mỹ nữ lão hóa ngược, bởi nhan sắc cô ngày càng thăng hạng theo thời gian. Thời gian gần đây, nhờ thành công của Phồn Hoa do đạo diễn Vương Gia Vệ cầm trịch, Đường Yên đã giành lại địa vị, dù chỉ đảm nhận vai nữ phụ phiên ba, đứng sau Hồ Ca và Mã Y Lợi, nhưng vai Ôn Minh Châu đầy sống động của Đường Yên từng bước chinh phục khán giả. Từ một nhân viên ngoại hình bình thường, Ôn tiểu thư đã đứng lên tạo lập sự nghiệp của riêng mình. Cô dần trưởng thành, tỏa ra nét đẹp của người phụ nữ chân chính. Tân Hoa xã đánh giá, Ôn Minh Châu chính là nhân vật để đời trong sự nghiệp của Đường Yên. Màn trở mình của Đường Yên cũng chứng minh, tuy lưu lượng và nhan sắc rất quan trọng trong giới giải trí, nhưng xét cho cùng thì khả năng diễn xuất để tạo nên tác phẩm hay mới là thế mạnh thực sự. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.